Chương 260, tôi có thể chuyển lời giúp cô. Diêu Hữu Thiên ngồi một buổi chiều, cũng không nghĩ ra, cô nên cảm ơn Cố Thừa Diệu thế nào. Cố Thừa Diệu, hình như trở nên hơi kỳ lạ, cau mày, cảm ơn anh, cảm ơn thế nào, tặng quà cho anh sao? Cô đột nhiên nhớ ra, hình như mình chưa từng mua quà cho Cố Thừa Diệu, hai lần mua đồ cho Cố Thừa Diệu, đều bị người ta cắt ngang, một lần là Bạch Yên Nhiên, một lần là Chiến Ly. Nghĩ đến Chiến Ly, lòng Diêu Hữu Thiên hiện lên chút kỳ lạ, lắc đầu, đè nén cảm giác kia xuống. Bây giờ cô là cô Cố, công ty Bách Hóa. Diêu Hữu Thiên đi dạo nửa ngày, cũng không nghĩ ra mua quà tặng gì cho Cố Thừa Diệu, cuối cùng trở lại tiệm trang sức lần trước, cô cũng tình cờ phát hiện ra, Cố Thừa Diệu lại xỏ một cái lỗ tai, ở bên tai trái, lúc cô ở Bắc Kinh, còn thấy anh đeo hoa tai, sau khi đến thành phố Y, lại không thấy anh đeo nữa, chọn một đôi hoa tai thích hợp cho nam giới đeo ở quầy chuyên doanh sao, Diêu Hữu Thiên cũng không biết chắc anh có thích hay không, lại thuận tay chọn một đôi khuy cài tay áo, và cả một chiếc kẹp cà vạt. Sau quầy chuyên doanh, quầy chỉ bán một loại hàng hóa, gói quà xong, suy nghĩ một chút, lại đến chợ một chuyến, mua rất nhiều món Cố Thừa Diệu thích ăn. Khi về đến nhà Cố Thừa Diệu vẫn chưa về, Diêu Hữu Thiên cởi áo khoác xuống, vào phòng bếp bắt đầu bận bịu, vo gạo, rửa rau, thái thức ăn. Lúc làm những chuyện này, cô đã cực kỳ thành thạo. Thật ra từ lúc về Bắc Đô đến giờ, mấy ngày nay đều do cô nấu cơm, không mời gì đến nữa, dù sao đã sắp đến Tết, vẫn phải quay về Bắc Đô, chuyện của tập đoàn Chính Phát, xem như đã giải quyết, còn có mấy ngày nữa đã bước sang năm mới rồi, trước lúc đó, chắc hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Thức ăn làm xong, bưng lên bàn, Diêu Hữu Thiên mới phát hiện Cố Thừa Diệu vẫn chưa về, Kim Phúc lại đi thêm nửa vòng, cô đột nhiên nhớ ra, Cố Thừa Diệu nói tối nay để cô hẹn thương nhân bán vật liệu xây dựng kia cùng ăn cơm. Diêu Hữu Thiên gọi điện thoại cho Cố Thừa Diệu, không nhận, gọi lại một lần, lại là một người phụ nữ nhận. Alo, ai đấy? Bên kia điện thoại, hình như rất náo nhiệt, dường như cô nghe được tiếng ca hát, mi tâm Diêu Hữu Thiên hơi nhăn lại. Cố Thừa Diệu đâu? Bây giờ anh ấy không tiện nghe điện thoại. Giọng nói của đối phương rất vui vẻ, tôi có thể chuyển lời giúp cô. Không cần, ngón tay Diêu Hữu Thiên siết chặt, điện thoại cứ như vậy mà cất, mím chặt môi. Bắt mình nhất định phải tin tưởng Cố Thừa Diệu, quan hệ giữa bọn họ đã trở nên rất mong manh rồi, không thể mong manh thêm nữa. Hít sâu, Diêu Hữu Thiên lại ngồi không yên, cúi đầu ngửi thấy mùi khói dầu khắp người mình, cô đứng lên, đi tắm rửa sạch sẽ. Có điều cho đến khi cô tắm rửa xong đi ra ngoài, lại lướt Weibo một lượt, Cố Thừa Diệu vẫn chưa về, bóng đêm dần đậm, trong club hạng sang, Cố Thừa Diệu dẫn Diêu Hữu Quốc từ dưới lầu lên, trước đó anh đã đến, đã trò chuyện với đối phương, có điều bên muốn hợp tác với đối phương là Chính Phát, người dẫn đầu đương nhiên phải là Diêu Hữu Quốc. Diêu Hữu Quốc đã lâu không ở thành phố Y, lại không tìm được chỗ này, Cố Thừa Diệu đành phải tự mình đi xuống đón anh. Thương nhân buôn bán vật liệu xây dựng này, tên là Trương Tuyên, từng hợp tác với Cố Thị, vật liệu xây dựng cung cấp đều đạt chuẩn, giá cả cũng hợp lý, trước đây vẫn luôn làm ăn ở Bắc Đô và thành phố S. Cố Thừa Diệu thẳng nhiên mở miệng, người này kinh doanh rất giỏi, chỉ là có chút háo sắc, cho nên ông ta nói chuyện làm ăn, rất thích hẹn ở chỗ thế này, giới thiệu thân phận và sở thích của người đến một lượt. Cố Thừa Diệu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh vợ, hơi bật cười, nếu như anh không quen, cũng đành phải thích ứng một chút. Đây chính là nguyên nhân ban đầu Cố Thừa Diệu muốn để Diêu Hữu Thiên đến bên này nói chuyện làm ăn với Trương Tuyên, cuối cùng lại thay đổi chủ ý, để Diêu Hữu Quốc đến. Có điều anh từng nghe Diêu Hữu Thiên nhắc tới, anh cả nhà cô là một người cực kỳ nghiêm túc, không thích những nơi trăng hoa như thế này nhất, vậy nên đành phải đánh một đòn dự phòng trước. Không sao, Diêu Hữu Quốc lắc đầu, anh không ngại, chỉ là nói chuyện làm ăn mà thôi, vả lại anh cũng không phải phụ nữ. Trong lòng nghĩ như vậy, cảm giác đối với Cố Thừa Diệu lại tốt hơn không ít, đối phương một lòng suy nghĩ cho em gái, lại thay Chính Phát giải quyết vấn đề, cậu em rể này, đúng là càng tiếp xúc càng không tệ. Đẩy cửa vào, ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, bầu không khí trong phòng bao vô cùng hòa hợp. Trương Tuyên thoạt nhìn tuổi gần 40, vóc người xem là đoan chính, chỉ là hơi phát tướng một chút, lúc này ngồi ở trong phòng, mỗi tay ôm một công chúa, thấy Diêu Hữu Quốc và Cố Thừa Diệu đi vào, ông ta buông công chúa trong tay ra, đứng lên, cậu ba, vị này chính là tổng giám đốc Diêu phải không? Phải, cậu ba nhà họ Cố vào cửa,
đưa Diêu Hữu Quốc đến trước mặt Trương Tuyên, giới thiệu cho hai người, đây là Diêu Hữu Quốc, cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Chính Phát, vị này là Trương Tuyên, tổng giám đốc của vật liệu xây dựng Trương Thị, rất vui được gặp mặt. Diêu Hữu Quốc vươn tay, thái độ xem như khách sáo, Trương Tuyên cũng thế, khách sáo rồi, tôi đã nghe cậu ba nhắc tới cậu, đến đây, ngồi một chút. Sau khi Cố Thừa Diệu ngồi xuống, mới phát hiện trong phòng lại có cả người quen, Luna, cô ta cũng ở đây, ngồi bên cạnh Trương Tuyên, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, lại ngồi xuống cực kỳ bình tĩnh, giống như không quen biết Luna. Luna tựa vào bên người Trương Tuyên, cầm trên tay một ly rượu, thỉnh thoảng mớm vào miệng Trương Tuyên. Trương Tuyên cười ha ha, không để bụng chút nào, chép miệng, cho hai công chúa khác trong phòng ngồi xuống bên cạnh Cố Thừa Diệu và Diêu Hữu Quốc. Cố Thừa Diệu đã sớm biết Trương Tuyên là người thế nào, nhưng vẫn chưa thích ứng, để công chúa ở bên cạnh mình, thỉnh thoảng nói một hai câu đùa, không vượt quá giới hạn, cũng không động chạm gì công chúa kia. Mặc dù Diêu Hữu Quốc không thích trường hợp này, có điều là người làm ăn, cũng nước chảy bèo trôi, uống rượu công chúa đưa đến bên miệng mình, nhưng không chịu làm gì khác nữa. Sao cậu ba lại cứng nhắc như vậy? Rốt cuộc Trương Tuyên đã từng hợp tác với Cố Thừa Diệu, trên mặt đã lớn gan hơn. Suy nghĩ một chút, đẩy Luna đến bên cạnh Cố Thừa Diệu, cô nàng này không tệ, nếu không tối hôm nay để cậu ba vui vẻ một chút, cảm ơn Tổng Giám Đốc Trương. Cố Thừa Diệu cười cười, nhìn thì tùy tiện, người lại nhích sang bên cạnh một chút không để lại dấu vết, có điều không cần đâu, bà xã của tôi còn đang chờ tôi ở nhà, đàn ông mà, cái này thì có là gì. Trương Tuyên cười, đưa một ly rượu cho Luna ở bên cạnh, hầu hạ cậu ba chu đáo một chút. Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Vâng, Luna nhận lấy rượu, đang định mớm vào miệng Cố Thừa Diệu. Cố Thừa Diệu lại đứng lên theo bản năng. Lần này, rượu của Luna đã đổ lên quần áo của Cố Thừa Diệu. Điều hòa trong phòng máy mở rất cao, đám Cố Thừa Diệu đều chỉ mặc một chiếc sơ mi. Ly rượu này đổ xuống, tay áo Cố Thừa Diệu đã ướt hơn một nửa. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Luna cuống quýt, cậu ba, không phải tôi cố ý. Không sao, Cố Thừa Diệu đứng thẳng dậy, tôi đi rửa một chút, Tổng Giám Đốc Trương ông tiếp tục đi, tay áo ẩm ướt, rất không thoải mái, bản thân Cố Thừa Diệu hơi thích sạch sẽ một chút, đứng dậy vào toilet, trước bồn rửa tay, Cố Thừa Diệu tháo đồng hồ đeo tay xuống, lau sạch sẽ vết rượu trên áo, nhưng làm thế nào cũng cảm thấy khó chịu, may mà Diêu Hữu Quốc là một người sảng khoái, Trương Tuyên mặc dù háo sắc, nhưng là xem là sảng khoái, vừa rồi nói chuyện một hồi. Về cơ bản đã quyết định xong hợp đồng, chỉ chờ ngày mai đến công ty, chính thức ký hợp đồng, lát nữa anh sẽ rời đi trước, chắc hẳn cũng không liên quan gì. Tháo đồng hồ trên tay xuống, Cố Thừa Diệu rửa tay sạch sẽ, lại dùng máy sấy sấy tay áo khô một nửa, cảm giác dễ chịu hơn không ít. Lúc này mới rời khỏi toilet, Lú đi ra từ bên trong, Luna đứng ở cửa, nhìn chằm chằm anh với vẻ mặt hơi thấp thỏm, cậu ba, thật xin lỗi, nhìn thấy là cô ta. Cố Thừa Diệu lắc đầu, không sao, tại sao cô lại ở đây, vừa nãy Trương Tuyên cũng ở đây, anh không tiện hỏi, bây giờ lại cảm thấy hơi kỳ lạ, tôi trên mặt Luna xấu hổ một hồi, hình như cực kỳ khó mở miệng, có phải cô đang gặp khó khăn gì không, nói thế nào cũng là từng quen biết, nếu như không phải chuyện quá khó khăn, Cố Thừa Diệu có thể giúp cô ta một tay, không có, Luna hơi khó xử, tôi, gần đây tôi mới nhận một bộ phim. Đạo diễn đó quen biết Tổng Giám Đốc Trương này, Tổng Giám Đốc Trương tài trợ cho bộ phim đó, không biết tại sao ngày nào cũng đến đoàn làm phim theo đuổi tôi, Cố Thừa Diệu im lặng, mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, đối với lựa chọn của Luna, anh không đưa ra bình luận, chỉ là, mặc dù con người Tổng Giám Đốc Trương này không xấu, nhưng đã có vợ, nếu như có thể, cô vẫn nên từ chối bộ phim này đi, Cố Thừa Diệu thản nhiên mở miệng. Tôi vẽ mặt Luna rất rối rắm, cuối cùng lắc đê ớ, nhân vật này rất hợp với tôi không muốn bỏ qua, hơn nữa Tổng Giám Đốc Trương cũng không làm gì tôi, chỉ bảo tôi theo ông ta ra ngoài xã giao, uống chút rượu thôi, ừ, Cố Thừa Diệu gật đầu, mọi người đều là người trưởng thành, lúc bắt đầu không có gì, không có nghĩa sau này sẽ không có gì, Tổng Giám Đốc Trương này, mặc dù háo sắc, nhưng rất vô tư, nếu là cô tình tôi nguyện, chuyện không liên quan đến anh nữa rồi. Cậu ba, vẻ mặt Luna có chút dè dặt, nhìn Cố Thừa Diệu, vẻ mặt hình như có chút chần chờ, còn có chuyện gì sao, chuyện này, hình như gần đây Yên Nhiên rất tốt, gọi điện thoại cho tôi,
nói bệnh của cô ấy đã tốt hơn nhiều rồi. Anh, có liên lạc gì với cô ấy không? Luna hỏi rất cẩn thận, giống như sợ Cố Thừa Diệu sẽ tức giận vậy. Cô ta không quên, vừa nãy Cố Thừa Diệu đã nói, bà xã của anh còn đang chờ anh ở nhà. Cố Thừa Diệu ngẩn ra, Bạch Yên Nhiên, chương 261, mùi nước hoa trên người anh. Bạch Yên Nhiên, Cố Thừa Diệu khẽ nheo mắt lại, nhìn Luna, ánh mắt không rõ ý tứ. Cái tên này, hình như đã rất lâu rồi không xuất hiện trong đầu anh. Gần đây tất cả cảm xúc của anh, đều đi theo Diêu Hữu Thiên. Nhất là sau khi anh phát hiện mình yêu Diêu Hữu Thiên, hình như chưa nghĩ tới Bạch Yên Nhiên một lần nào. Mím môi, vẻ mặt có chút thản nhiên, cô ấy tốt là tốt rồi. Về phần tôi có liên lạc với cô ấy hay không, điều này không quan trọng. Nhưng mà bây giờ cô ấy đã chuyển biến tốt rồi. Nếu như anh liên lạc với cô ấy, sẽ khiến bệnh của cô ấy càng tốt nhanh hơn. Anh, cô ấy có bác sĩ chuyên nghiệp, tôi cũng không giúp được gì. Bạch Yên Nhiên, thật ra Cố Thừa Diệu không thể quên được, không thể quên nỗi đau khổ, đáng thương của cô, đều do ba mẹ mình tạo thành. Nhưng mà, tình người không nên trả bằng tình yêu, nợ, cũng không nên dùng hôn nhân để trả. Không thể cho người ta, thì đừng cho người ta hy vọng nữa. Sắc mặt hơi nặng nề, Cố Thừa Diệu đi lướt qua Luna, đi thẳng về phòng. Luna nhìn bóng lưng của anh, trên khuôn mặt diễm lệ hiện lên chút ý tứ không rõ. Ánh mắt nhìn về phía tay áo mặc dù đã sấy khô, nhưng rõ ràng đã dính vết của Cố Thừa Diệu. Ánh mắt cô ta đột nhiên lóe lên. Sao cô ta nhớ vừa nãy, hình như Cố Thừa Diệu có đeo đồng hồ. Trở lại phòng, vẻ mặt Cố Thừa Diệu đã khôi phục bình thường. Diêu Hữu Quốc cũng xem như là người khôn khéo, đã trò chuyện với Trương Tuyên rất sôi nổi rồi. Mấy khóe miệng, Cố Thừa Diệu vỗ vai Diêu Hữu Quốc. Em về nhà trước, hai người từ từ nói chuyện. Được, cậu ba đã muốn đi ra. Trương Tuyên có chút kinh ngạc, nhưng không có bất mãn, phất phất tay, nhìn dáng vẻ, nhất định là cậu ba mới cưới, cho nên tình cảm mới tốt như vậy. Cố Thừa Diệu cười cười, không nói gì, cầm chìa khóa xe lên muốn rời đi. Lúc này Luna đi vào, anh cũng không chào hỏi, đi thẳng. Cậu ba đã đi rồi à? Luna cẩn thận nhìn Trương Tuyên, vẻ mặt dường như có chút khó hiểu, chạy về nhà với vợ rồi. Trương Tuyên cười cười, ra hiệu cho công chúa rót rượu cho Diêu Hữu Quốc, nếu cậu ba không rảnh, vậy chúng ta tự chơi. Luna không mở miệng nữa, ngồi xuống ghế sofa, lại phát hiện có đồ vật gì đó bột một tiếng, đứng dậy liếc mắt nhìn, điện thoại của Cố Thừa Diệu lại rơi ở đây. Cô ta cầm lên, điện thoại của cậu ba rơi ở đây rồi, em đi đưa cho anh ấy nhé, bây giờ chắc hẳn vẫn chưa xuống lầu, đi đi. Trương Tuyên cũng không để tâm, vẫy vẫy tay bảo cô ta mau đi. Lại nhìn về phía Diêu Hữu Quốc, tôi đã lâu không đến thành phố Y, cũng không biết bên này có gì để chơi, ngày mai ký xong hợp đồng, nếu Tổng Giám Đốc Diêu có thời gian, chi bằng giới thiệu một chút, khách sáo rồi. Diêu Hữu Quốc cười nhạt, khu nghỉ dưỡng Vân Khởi cũng không tệ, nơi đó do tập đoàn chính phát của chúng tôi xây dựng cùng Cố Thị, khu nghỉ dưỡng Vân Khởi. Trương Tuyên gật đầu, tôi từng nghe qua, đi theo nguồn nước đổ, ngồi ngắm mây trời bay sao, cái tên này, đặt rất hay. Nhã, sao câu gốc, hành đáo thủy cùng xử, tòa kháng Vân Khởi thì, Tổng Giám Đốc Trương thật đúng là một người tao nhã. Lần này Diêu Hữu Quốc thật sự có chút kinh ngạc, người tao nhã thì chưa nói tới, chỉ là yêu thích chút chút, nếu tôi không phải doanh nhân, nói không chừng đã trở thành nhà văn rồi. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, đều không phát hiện Luna bên ngoài cửa, cầm điện thoại của Cố Thừa Diệu đang rung mấy cái, cô ta không vội đuổi theo trả cho Cố Thừa Diệu. Nhưng đi đến khúc cua đã nhận cuộc điện thoại kia, Cố Thừa Diệu lên xe, lại đi được một đoạn đường, mới phát hiện đã quên mang điện thoại di động. Lúc xe dừng ở cửa club đang định lên lầu, đúng lúc Luna đi xuống, trên người cô ta còn mặc áo váy mỏng manh, áo khoác đã cởi ra từ lâu, đứng ở giữa trời gió lạnh run lẩy bẩy. Cậu ba, Luna đưa điện thoại trên tay ra, điện thoại của anh, cảm ơn. Cố Thừa Diệu nhận lấy điện thoại bỏ vào trong túi áo khoác. Liếc nhìn cơ thể gầy yếu của Luna, tại sao cô không mặc một cái áo khoác rồi ra ngoài, chuyện đó, Tổng Giám Đốc Trương sợ anh vội, bảo tôi mau chóng xuống đưa cho anh, tôi nhất thời quên mất, lúc Luna nói, hắt xì một cái, Cố Thừa Diệu nhăn mi tâm lại, nhìn lên lầu, mau quay lại đi, không cần, Luna lắc đầu, lại hắt xì, tôi hơi khó chịu, sẽ về nhà, Cố Thừa Diệu suy nghĩ một chút, mở cửa xe ra, cô ở đâu, tôi tiễn cô vậy, không cần đâu, có phiền quá không, không sao,
Cố Thừa Diệu ra hiệu cho cô ta lên xe. Luna vừa lên xe, anh đã chỉnh nhiệt độ của điều hòa lên cao. Cô ở đâu? Đường Bạch Sa. Luna cắn môi, khách sạn Quân Hào. Cố Thừa Diệu gật đầu tỏ ý biết rõ. Khởi động xe, Luna nghiêng mặt sang nhìn Cố Thừa Diệu. Cô ta không biết nói gì nên nói nhảm. Cậu ba, thật ra Yên Nhiên rất nhớ anh. Bây giờ điều Cố Thừa Diệu không muốn nghe nhất chính là tên của Bạch Yên Nhiên. Hàm căng ra, anh không trả lời. Cậu ba, Luna không còn bị gió lạnh thổi, cảm giác dễ chịu hơn nhiều, giọng nói cũng to hơn mấy phần. Yên Nhiên rất đáng thương. Sắc mặt Cố Thừa Diệu càng khó coi hơn. Luna cắn môi, dường như là bất mãn. Tôi biết cậu ba đã kết hôn rồi, nhưng tôi lại không nhìn nổi. Anh, tại sao có thể quên Yên Nhiên? Cô ấy yêu anh như vậy, đã chịu nhiều đau khổ vì anh như vậy. Cô ấy, thấy sắc mặt Cố Thừa Diệu càng lúc càng u ám. Luna ngậm miệng, thôi, tôi không nói nữa. Người giống như chúng tôi, cuối cùng là, câu kế tiếp không cần phải nói nữa. Mi tâm Cố Thừa Diệu cau chặt đến mức có thể kẹp chết một con muỗi. Xe dừng lại trước cửa khách sạn Quân Hào. Gần như Luna vừa xuống xe, Cố Thừa Diệu đã đạp chân ga rời đi. Luna kéo túi xách trên tay, bên trong chứa chiếc đồng hồ vừa rồi cô ta cố ý vào toilet nam lấy ra. Nhìn bóng hình đi xa kia, trong đôi mắt trang điểm đậm, hiện lên chút tính toán. Cuối cùng Cố Thừa Diệu có chút tâm phiền ý loạn, muốn về nhà, nhưng nghĩ đến sắc mặt lúc này của mình, bỏ đi. Quan hệ của anh và Cố Thừa Diệu không dễ dàng gì mới dịu đi một chút. Lái xe trên QUO lộ, lòng vòng 5-6 vòng, tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh lại, cũng hoàn toàn ném ba chữ Bạch Yên Nhiên kia ra sau đầu, lúc này mới lái xe trở về nhà. Mà lúc này, đã là gần 10 giờ tối, lên lầu, trong không khí mơ hồ có mùi thức ăn di động, mùi hương đó rất nhạt, có điều Cố Thừa Diệu lại ngửi được. Ánh mắt nhìn về phía bàn ăn, 5 món ăn một món canh, một món cũng chưa động, bày trên bàn. Trái tim anh đột nhiên sinh ra mấy phần áy náy. Trước đây rất lâu anh từng nói, phải tuân thủ quy định, không về nhà ăn cơm thì phải liên lạc về nhà. Có điều hôm nay chỉ nghĩ phải giới thiệu Diêu Hữu Quốc cho Trương Tuyên, đã quên mất chuyện này. Chuyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Bước nhanh về phía phòng, Diêu Hữu Thiên đã ngủ rồi. Trong phòng bật một chiếc đèn nhỏ, dưới ánh đèn lờ mờ, có thể thấy khuôn mặt đang ngủ của cô. Mặc dù nhắm mắt lại, mi tâm lại mơ hồ hơi nhíu, nhìn ra được, cô ngủ không yên lắm. Nghĩ đến ngay cả cơm tối cô cũng chưa ăn, không hiểu sao Cố Thừa Diệu cũng có chút khó chịu. Mình không về, lẽ nào cô không biết gọi điện thoại sao? Hay là, cô không vui khi liên lạc với mình? Trong lòng khẽ thở dài một cái, Cố Thừa Diệu ngồi bất động bên giường, nhìn gương mặt đang ngủ của Diêu Hữu Thiên, cuối cùng vẫn đưa tay ra nắm lấy tay cô. Ngón tay cô vì đặt trong chăn, ấm áp, mềm mại, cảm nhận được sự làm phiền của anh. Cô quay người đi, lại tiếp tục ngủ. Mệt như vậy sao? Như vậy mà cũng không tỉnh. Cố Thừa Diệu nghiêng người xuống, lại hôn lên môi cô một cái. Diêu Hữu Thiên lại khẽ cau mày, một lần nữa quay người đi. Cố Thừa Diệu nheo mắt lại, có kích động muốn đánh thức cô, nhưng cuối cùng lại đến phòng tắm mà không nói một lời. Bóng dáng Cố Thừa Diệu vừa vào phòng tắm, Diêu Hữu Thiên ngủ bất động trên giường đã mở mắt ra, nhìn cánh cửa đóng chặt, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Mới vừa rồi chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, cô đã nhạy cảm phát hiện, trên người Cố Thừa Diệu, có mùi nước hoa. Mùi hương đó, hình như đã ngửi thấy ở đâu rồi. Mi tâm Diêu Hữu Thiên cau lại càng chặt hơn, lật người, ép mình đi ngủ. Càng muốn ngủ, lại càng không ngủ được. Cô nghe thấy âm thanh Cố Thừa Diệu tắm rửa xong rời đi, lại nghe thấy anh quay lại một lần nữa. Cô nhắm chặt mắt, cơ thể căng cứng vô cùng, muốn bảo mình ngủ. Bên eo đột nhiên có thêm một bàn tay to, cô bị anh kéo vào trong lòng. Diêu Hữu Thiên hoàn toàn không dám động đậy. Cô vẫn chưa quên, ngày hôm qua bọn họ từng điên cuồng như thế nào. Sáng sớm nay thức dậy, cơ thể cô vẫn mệt mỏi. May mắn, Cố Thừa Diệu không tiếp tục đụng vào cô nữa. Anh chỉ ôm cô vào lòng, cúi đầu, ấn xuống trán cô một nụ hôn, sau đó ôm cô, ngủ thật say. Mà Diêu Hữu Thiên cho rằng mình sẽ không ngủ được, lại có một đêm ngủ ngon đến bất ngờ. Ngày hôm sau, tất cả báo chí, truyền thông, tin tức, đều đăng tin của tập đoàn Chính Phát, công trường có thể tiếp tục thi công, mà thân nhân người chết cũng sẽ không quay lại truy cứu nữa. Chuyện này, xem như đã giải quyết rồi. Sáng sớm Diêu Hữu Quốc đi đến công ty, cho người tiết lộ hợp đồng sắp hợp đồng với Trương Tuyên ra ngoài, còn có vài phóng viên ở bên ngoài tập đoàn Chính Phát, muốn để ý đến tình hình sau đó. Một chuyện khác,
vào lúc này lại tung ra ngoài, hoàn toàn ép tin tức của chính phát xuống. Chương 262, chiếc đồng hồ nam đó, nhà họ Chiến đã tổ chức một buổi họp báo, mời toàn bộ truyền thông của thành phố Y chứng kiến. Người đứng đầu thương trường của thành phố Y, Chiến Nguyên, chủ nhân nhà họ Chiến, đã giao 30% cổ phần của công ty cho đứa con riêng bên ngoài của mình là Chiến Ly. Tin tức này vừa tung ra, đã cuộn lên một cơn sóng gió ở thành phố Y, lộ ra khỏi mắt mọi người, đều là ánh sáng không dám tin. Chiến Ly, đứa con riêng mấy năm trước quay về nhà họ Chiến, vào làm chủ công ty nhà họ Chiến, lại có được 30% cổ phần của nhà họ Chiến. Phải biết tổng cộng cổ phần của nhà họ Chiến cũng mới có 70%, 20% nằm trên tay bà xã của Chiến Nguyên, 0,10% nằm trên tay Chiến Tiên, con trưởng của nhà họ Chiến. Trên tay bản thân Chiến Nguyên chỉ có 40% cổ phần, lại cho Chiến Ly 30%. Như vậy là, cho dù mẹ con Chiến Tiên liên thủ, cổ phần cũng chỉ nhiều bằng Chiến Ly mà thôi. Dĩ nhiên, chỉ là buổi họp báo vẫn chưa đủ. Cùng lúc đó một tin tức khác tuôn ra, lại là giám đốc Lưu của vật liệu xây dựng Hồng Cảnh đã nhận tiền của thương nhân cung ứng phía dưới, cho nên mới ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, làm ra chuyện hàng giả lần này. Sau khi xảy ra chuyện, sợ mình sẽ bị xử nặng, cho nên đổ tội danh lên người Chiến Ly. Nói cách khác, Chiến Ly vô tội, hai ngày nay liên tiếp xảy ra nhiều việc, thật sự khiến người ta không tiếp nhận kịp, hoa mắt hoang mang. Tối hôm đó, Chiến Nguyên đã mời nhân vật nổi tiếng của thành phố Y đến khu nghỉ dưỡng Vân Khởi, giống như muốn thông báo cho thiên hạ, con riêng của nhà họ Chiến, Chiến Ly, làm chủ nhà họ Chiến, cả nhà Diêu Đại Phát, và cả Cố Thị, cũng nằm trong danh sách mời. Sáng sớm Diêu Hữu Thiên thức dậy, đã nhận được điện thoại của Diêu Hữu Quốc, nói đã bàn bạc xong sơ bộ điều kiện hợp tác với vật liệu xây dựng Trương Thị, hôm nay sẽ ký hợp đồng. Tin tức của nhà họ Chiến, cho tới giữa trưa, cũng đã huyên náo đến mức mọi người ở thành phố Y đều biết. Người có thân phận địa vị giống như Chiến Nguyên, có một hai người tình, sinh hạ một hai đứa con riêng thật sự không tính là cái gì, chỉ là, bình thường một đại gia tộc như vậy đều không thể để con riêng chiếm giữ địa vị chủ đạo trong nhà. Kỳ lạ là Chiến Nguyên chẳng những nhận con riêng về nhà, còn tặng cho phần cổ phần lớn như vậy, khắp cả thành phố Y chỉ sợ đây là người đầu tiên làm chuyện như vậy. Tin tức này gây ra ồn ào quá lớn, đã thành công nén tin tức tiêu cực của tập đoàn chính phát xuống dưới. Khu nghỉ dưỡng Vân Khởi, trời mùa đông tối cực kỳ nhanh, mới hơn 5 giờ, sắc trời cũng đã bắt đầu tối đi. Diêu Hữu Thiên và Diêu Hữu Quốc cùng nhau xuống xe, hôm nay là ngày nhà họ Chiến tuyên bố Chiến Ly làm chủ thị, cũng công khai thân phận của anh. Trước kia, cho dù Chiến Ly làm bao nhiêu chuyện, Chiến Nguyên, chủ nhân của nhà họ Chiến, cũng chưa từng thừa nhận thân phận của anh, ít nhất, chưa từng chính miệng thừa nhận trước mặt truyền thông, đây là lần đầu tiên. Không chỉ là thừa nhận thân phận của anh, đồng thời còn cho anh 30% cổ phần, hơn nữa đã mời đến tất cả nhân vật nổi tiếng của thành phố Y, hai anh em Diêu Hữu Quốc, vốn là không cần tới. Có điều, hôm nay bọn họ ký hợp đồng với vật liệu xây dựng Trương Thị, cũng có nghĩa hợp tác với Hồng Cảnh đã hủy bỏ rồi, mà chuyện lúc trước mặc dù đã giải quyết bước đầu, nhưng muốn khôi phục lòng tin của người dân với tập đoàn chính phát, chuyện đầu tiên chính là phải lộ diện ở những nơi như thế này. Để cho bọn họ biết, cho dù chính phát không hợp tác với Hồng Cảnh nữa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Đi vào trong sảnh tiệc, nhiệt độ bên trong chỉnh rất cao, Diêu Hữu Thiên cởi áo khoác, đưa cho phục vụ bên cạnh. Hôm nay cô mặc trên người một bộ váy dài cấp ngực màu vàng nhạt, khoác cánh tay Diêu Hữu Quốc. Diêu Hữu Quốc nhìn em gái của mình một cái, Cố Thừa Diệu đâu, tại sao không tới, không biết nữa, có lẽ anh ấy có việc bận, hôm nay không biết Cố Thừa Diệu đi đâu. Sáng sớm đã ra ngoài, có điều trước đó, bọn họ đã cùng nhau ăn sáng, trong đầu Diêu Hữu Thiên nghĩ đến cảnh tượng bữa sáng sáng nay, sáng sớm thức dậy, Cố Thừa Diệu đã mua đồ ăn sáng, đương nhiên anh sẽ không nấu ăn, nhưng đã mua hết những món cô thích ăn, anh ngồi ở trước bàn ăn đọc báo, ánh nắng sớm chiếu vào phòng ăn, anh nhìn thấy cô đến, đặt tờ báo xuống, đôi mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm thẳng vào mặt cô, ngày hôm qua có việc, không về ăn cơm. Có phải em đã chờ anh rất lâu? Diêu Hữu Thiên gật đầu theo bản năng. Hôm qua anh đã đi đâu? Tại sao trên người lại có mùi nước hoa? Cô đang định mở miệng, Cố Thừa Diệu lại kéo người cô đến bên cạnh anh, để cô ngồi xuống đùi anh. Món ăn trên bàn đó, chính là quà cảm ơn của em. Anh nghiêng mặt, vẻ mặt mang theo chút tìm tòi nghiên cứu. Trước khi Diêu Hữu Thiên phản ứng kịp, anh đã nhếch khóe miệng, quá sơ sài, không đủ thành ý. Thành ý?
Diêu Hữu Thiên cảm nhận được nhiệt độ truyền tới từ bàn tay to của anh đặt trên eo, bất giác nhăn mi tâm lại, anh muốn thành ý gì, ít nhất, cũng phải tặng chính em cho anh. Trên mặt Cố Thừa Diệu hiện lên vẻ đùa giỡn, một tay vỗ lên má cô, mặc dù em vốn dĩ chính là của anh, có điều, nếu như em cột nơ bướm lên người mình, đóng gói tặng cho anh cũng rất vui vẻ mà nhận. Quà cảm ơn anh muốn không chỉ là người của cô, còn có trái tim của cô, trái tim hoàn toàn, chỉ thuộc về anh, chỉ yêu anh. Diêu Hữu Thiên nghe hiểu, vẻ mặt hơi ngơ ngẩn, anh lại đặt người cô trở lại ghê tựa, ăn sáng đi. Hôm nay các em còn phải ký hợp đồng với Trương Thị, tin rằng em có rất nhiều chuyện để làm, Cố Thừa Diệu thứ anh muốn, thật ra cô đã cho, nhớ lời của anh, loại bỏ người đàn ông trong lòng kia đi sạch sẽ, không giữ lại một chút nào. Thật ra Diêu Hữu Thiên muốn nói người của cô, tim của cô, đều là của anh, nhưng cô cũng biết, cho dù cô nói thế nào, anh cũng sẽ không tin, bởi vì những hiểu lầm trước đó, cho tới bây giờ cũng chưa tháo gỡ được. Sự im lặng của cô khiến Diêu Hữu Quốc liếc mắt, các em vẫn ổn chứ? Ngày hôm qua Diêu Hữu Quốc vẫn cứ cảm thấy quan hệ giữa em gái và Cố Thừa Diệu có chút kỳ lạ, con người Thừa Diệu không tệ, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa, có chuyện gì đừng quá để ở trong lòng, xem thái độ của anh đối với nhà họ Diêu, sẽ cảm thấy Cố Thừa Diệu này cũng không tệ. Diêu Hữu Thiên cau mày, có chút buồn cười, anh cả, anh đừng nói cứ như thể anh rất có kinh nghiệm vậy, chưa ăn thịt heo, dù sao cũng từng xem heo chạy. Lúc Diêu Hữu Quốc nói chuyện, đã dẫn cô đến lễ đài gần chính giữa phòng tiệc, Chiến Nguyên ngồi ở đó, ông ta tuổi trên 50 nhìn rất có khí thế, khuôn mặt đó có mấy phần tương tự với Chiến Ly. Chiến Ly đứng ở bên tay phải của ông ta, mặt không biểu cảm, chỉ là khi nhìn thấy Diêu Hữu Thiên, trong mắt lóe lên ánh sáng, nhưng rất nhanh, lại khôi phục bình tĩnh. La Vân dẫn theo con trai Chiến Tiên đứng ở bên tay trái ông ta, sắc mặt hơi hiện vẻ u ám, nhất là Chiến Tiên, vẻ âm u trong mắt cho dù là Diêu Hữu Thiên đứng cách vài mét, cũng cảm nhận được. Cau mày, cô bất giác đến gần Diêu Hữu Quốc, trong lòng rất không thích người tên Chiến Tiên này. Bác Chiến, đã lâu không gặp. Diêu Hữu Quốc tiến lên, hơi khom người, cơ thể vẫn khỏe mạnh như vậy, khách sáo rồi. Chiến Nguyên nhìn Diêu Hữu Quốc một cái, hơi gật đầu, không còn gì khác, chỉ là khi ánh mắt lướt qua Diêu Hữu Thiên, đôi mắt hơi híp lại mang theo chút ý tứ không rõ. Tại sao ba cậu chưa đến, chắc là ông ấy vẫn đang trên đường. Lúc Diêu Hữu Quốc nói lời này không quên nhìn Chiến Ly một cái, tập đoàn chính phát mấy ngày nay nhiều việc, có thể sẽ muộn một chút, vậy sao? Tôi và ông ấy đã rất lâu không gặp rồi, còn muốn ôn chuyện một chút đây. Diêu Đại Phát và Chiến Nguyên có chuyện cũ gì để ôn? Trong lòng Diêu Hữu Quốc và Diêu Hữu Thiên đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng trên mặt không biến sắc. Có lẽ ba cháu cũng rất vui lòng ôn chuyện xưa với bác Chiến. Lúc nói, Diêu Đại Phát đã đến rồi, ông hết sức cao lớn, dáng dấp lại khá cao to thô kệch, vừa vào cửa, đã thu hút ánh mắt của mọi người. Cất vài bước, đã đi tới trước mặt Chiến Nguyên, vươn tay, thái độ khách sáo lại không cố ý lấy lòng. Có điều không biết có phải ảo giác của Diêu Hữu Thiên hay không, tại sao cô cảm thấy ánh mắt Chiến Nguyên nhìn ba, lại có chút thù địch. Hàn huyên một hồi, lại có mấy người đến chào hỏi, Diêu Hữu Quốc dẫn Diêu Hữu Thiên sang bên kia. Không biết lúc trước ba và nhà họ Chiến có quan hệ gì, tại sao anh cảm thấy thái độ của Chiến Nguyên rất kỳ lạ, anh cũng nhìn ra. Diêu Hữu Thiên hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Chiến Nguyên đang ôn chuyện với Diêu Đại Phát, sẽ là nguyên nhân sâu xa gì đây? Bữa tiệc này, nếu như người được mời đều là nhân vật nổi tiếng của thành phố Y, vậy thì không thể thiếu rất nhiều công ty có hợp tác với nhà họ Diêu. Mặc dù Diêu Hữu Quốc ở Bắc Đô đã lâu, có điều lần trước quay về đã gặp rất nhiều người một lần rồi. Mà điều không giống với khu nghỉ dưỡng Vân Khởi khai mạc tiệc rượu lần trước là, người lớn tuổi đến đây lần này chiếm đa số, như vậy có thể thấy được, nhà họ Chiến ở thành phố Y, vẫn rất có sức kêu gọi. Diêu Hữu Thiên nhìn anh trai nói chuyện với những người đó, tự tìm một góc, bưng đồ uống lên lấy một chút thức ăn, ngồi xuống từ từ thưởng thức. Thiên Thiên, sự xuất hiện của Chiến Ly, đã phá vỡ sự yên bình của cô, vẻ mặt Diêu Hữu Thiên không thay đổi, giải quyết hết thức ăn trên dĩa. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Chiến Ly, có chuyện gì sao? Thiên Thiên, lúc Chiến Ly nhìn thấy Diêu Hữu Thiên, thở phào nhẹ nhõm, ngươi không sao là tốt rồi. Ánh mắt Diêu Hữu Thiên bình tĩnh, mím môi, không nhìn Chiến Ly, em có thể có chuyện gì? Chuyện lần này của Hồng Cảnh, là anh có lỗi với em. Chiến Ly thở dài, bọn anh sẽ bồi thường tổn thất của tập đoàn chính phát theo quy định.
truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Diêu Hữu Thiên gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc. Chuyện này, em đã giao cho người có chuyên môn phụ trách, anh có thể đi bàn bạc với người phụ trách đó. Nói cách khác, người phụ trách không phải là cô, không cần bàn với cô. Thiên Thiên Chiến Ly đi tới bên cạnh cô, hai tay chống trên tay vịn của ghế sofa, ánh mắt nhìn cô cực kỳ phức tạp. Chuyện này không phải là do anh làm, anh không muốn hại em nhất định phải nói chuyện với anh bằng giọng công việc như vậy sao? Diêu Hữu Thiên im lặng, ngước mắt, đối diện với ánh mắt đầy tổn thương của Chiến Ly, cô khẽ thở dài. Chiến Ly, em đã kết hôn rồi, những lời này cô đã nói, nhưng anh không muốn nghe. Em yêu chồng của em, nhưng anh ta không yêu em, không phải sao? Chiến Ly vừa nghĩ đến thái độ của Cố Thừa Diệu hôm đó, đã giận vô cùng. Em cần gì phải, anh ấy yêu em. Giọng nói của Cố Thừa Diệu rất lạnh, nếu như anh không làm xáo trộn, em và anh ấy sẽ rất hạnh phúc. Làm xáo trộn, Chiến Ly tổn thương, em cho rằng sự tồn tại của anh đã phá hỏng quan hệ của hai người. Em không có ý này, tuy rằng nếu như Chiến Ly không xuất hiện, quan hệ giữa cô và Cố Thừa Diệu sẽ không hỏng bét như thế này là sự thật, nhưng cô không muốn kích động Chiến Ly thêm nữa. Chiến Ly, buông tay đi, chúng ta đều không quay trở lại 7 năm trước được. Cô hy vọng hiểu được, bọn họ thật sự không quay lại quá khứ được, mà cô đã sớm quyết định sống hạnh phúc bên Cố Thừa Diệu. Chiến Ly ngây ra ở đó, nhìn Diêu Hữu Thiên mày mắt như hòa ở trước mặt, đột nhiên có cảm giác vạn tiễn xuyên tâm. Đây chính là trừng phạt với sự lỡ hẹn của anh. Trừng phạt này, thật sự quá nặng rồi. Hít sâu một hơi, anh bắt mình tỉnh táo lại, nhưng luôn không làm được. Trong mắt cô, anh không tìm được chút động lòng, thâm tình nào. Tình cảm của cô đều cho Cố Thừa Diệu, người đàn ông rõ ràng tệ hại đến mức không thể tệ hại hơn kia. Nhưng cô lại yêu anh ta, trong lòng cũng không có vị trí của Chiến Ly anh. Chiến Ly đau lòng khó nhịn, anh biết, chúng ta không quay lại được. Anh cũng biết anh đã lỡ hẹn, cho dù là lý do gì. Lỡ hẹn chính là lỡ hẹn, nhưng Thiên Thiên, nếu như em sống không hạnh phúc, em nhất định phải nói với ảm, anh nhất định sẽ liều mạng, bảo vệ em, không cho Cố Thừa Diệu tổn thương em. Chiến Ly anh cần gì phải như vậy, cuộc đời cô là của chính cô, tốt xấu đều là lựa chọn của cô, Cố Thừa Diệu cũng là lựa chọn của cô, mà cô tin tưởng mình, sẽ không yêu lầm người, em không cần nói nữa. Tóm lại, anh sẽ dõi theo em, nếu như em hạnh phúc, anh nhất định sẽ không đến quấy rầy em nữa, nhưng nếu như em không hạnh phúc, cho dù phải đối địch với toàn thế giới, anh cũng phải giữ em ở bên cạnh anh. Thái độ của Chiến Ly, hết sức kiên quyết. Diêu Hữu Thiên là cô gái anh hạ quyết tâm yêu cả đời, bảo vệ cả đời, anh sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào tổn thương cô. Chật chật, quý ngài đây, thật đúng là thâm tình mà. Một giọng nữ có chút sắc bén vang lên, ánh mắt Chiến Ly và Diêu Hữu Thiên đồng thời nhìn về phía người đến. Trên khuôn mặt người phụ nữ, trang điểm đậm, kim cương trên vòng cổ, đủ để chói lòa mắt người, cả người ăn vận lộng lẫy, giống như chỉ sợ người khác không biết cô ta có tiền vậy. Điều quan trọng nhất là, chiếc đồng hồ trên tay đối phương, lúc này tỏa sáng lấp lánh, chiếc đồng hồ đó, là đồng hồ đeo tay của nam giới. Mắt hạnh của Diêu Hữu Thiên hơi lóe sáng, trong mắt hiện lên ánh sáng không rõ ý tứ, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt người đến, bốn mắt nhìn nhau. Người phụ nữ trước mắt, không khỏi cho cô chút cảm giác quen thuộc. Chương 263, chắc hẳn cô Cố sẽ không để ý phải không? Người phụ nữ này, hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi. Gặp ở đâu, nhất thời Diêu Hữu Thiên lại không nhớ ra. Chỗ này là nơi nghỉ ngơi dành riêng cho phòng tiệc. Xung quanh có vài cái cây, đã ngăn tầm nhìn ở bên ngoài hơn một nửa. Theo lý Diêu Hữu Thiên và Chiến Ly ở đây, hoàn toàn sẽ không có người chú ý đến, người phụ này nhất định là cố ý tìm đến. Trong lòng Diêu Hữu Thiên hiểu rõ, cơ thể không động, mắt nhìn thẳng, chỉ chờ hành động của đối phương. Người phụ nữ kia lại bưng ly rượu trên tay, đi thẳng tới ngồi xuống đối diện cô, hai chân gác lên nhau, người nghiêng tới phía trước hơn một chút, nhìn từ góc độ này, gò bồng đào nơi cổ áo chữ V mở rộng kia thật đúng là hùng vĩ. Cô Cố thật đúng là có phúc mà, trong nhà có một người chồng cao to đẹp trai giàu có, bên ngoài còn có một tri kỷ si tình, chỉ không biết trong lòng cô Cố, trọng lượng của chồng nặng hơn một chút, hay là trọng lượng của tri kỷ nặng hơn một chút. Bờ môi tô son đỏ tươi đóng mở không ngừng, nhưng lời nhả ra lại rất chói tai. Chiến Ly híp mắt lại, trong mắt có ý đối địch không che giấu chút nào, đang muốn mở miệng, Diêu Hữu Thiên lại đột nhiên cười,
vẻ lạnh nhạt bình tĩnh trên mặt cô, tạo thành tương phản rõ ràng với vẻ sắc bén trong mắt Luna. Quý cô này, không phải là tôi có phúc lớn, trong lòng trọng lượng của ai nặng hơn, là việc của tôi, có liên quan gì đến cô sao? Luna giơ tay lên, cố ý huơ huơ đồng hồ vàng trên tay, kiểu dáng đó, đơn giản trang nhã, là kiểu dáng cố Thừa Diệu thích. Người phụ nữ đeo mặc dù hơi to, nhưng có khí chất của chiếc đồng hồ ở đó, dù sao cũng không tính là quá bất thường. Màu mắt Diêu Hữu Thiên càng đậm, nhưng trên mặt vẫn không để lộ điều gì, vốn dĩ là không liên quan. Luna cười, ánh mắt không rõ ý tứ, nhưng mà bây giờ lại có liên quan. Uống ly rượu một hơi cạn sạch, Luna cười nhẹ, bởi vì trong lòng cô, nếu trọng lượng của chồng nặng hơn, vậy dĩ nhiên người phụ nữ khác không có cơ hội. Nếu như trọng lượng của tri kỷ của cô nặng hơn, chẳng phải những người phụ nữ khác sẽ có cơ hội sao? Diêu Hữu Thiên nheo mắt lại, không nói một lời, dường như đang suy đoán ý tứ trong lời nói của đối phương. Chiến Ly cẩn thận nhìn Diêu Hữu Thiên, hình như cũng muốn biết, trong lòng cô, rốt cuộc là trọng lượng của anh nặng hơn, hay là Cố Thừa Diệu? Rõ ràng trước đó cô đã nói cực kỳ rõ ràng, thế nhưng anh lại không cam lòng đến vậy. Thiên Thiên, người phụ nữ này, không phải tình nhân ở bên ngoài của Cố Thừa Diệu chứ? Nếu như phải, Chiến Ly không ngại đánh chết Cố Thừa Diệu. Tôi không hiểu rõ lắm, cơ hội cô nói là ý gì? Diêu Hữu Thiên bình tĩnh lại trong thời gian ngắn nhất, cũng ngăn cản câu hỏi sắp thành lời của Chiến Ly. Nếu như cơ hội cô nói là chỉ Cố Thừa Diệu, vậy thật xin lỗi, anh ấy đã kết hôn rồi, là chồng của tôi. Nói cách khác, cô không có cơ hội, cũng đừng mơ tưởng nữa. Chồng của cô? Đương nhiên tôi biết anh ấy là chồng của cô. Cuối cùng Luna đã cười, trong mắt có chút điên cuồng, lại huơ huơ đồng hồ vàng trên tay, nụ cười ở khóe môi, mang theo 3 phần đắc ý, 3 phần khoe khoang, và cả 4 phần chế giễu. Cô Cố, vật này, là ngày hôm qua lúc anh Cố đến chỗ tôi, đã quên cầm đi, tôi nghĩ, chắc hẳn cô sẽ không để ý phải không? Sắc mặt Diêu Hữu Thiên hơi biến đổi, nhưng chỉ có một chút, vừa rồi đã thấy chiếc đồng hồ này rất quen mắt. Sau đó mới nhớ ra, đó là đồng hồ Cố Thừa Diệu đeo, phía trên mặt đồng hồ khảm kim cương kia, thoạt nhìn chói mắt như vậy. Giọng nữ này, cũng đã làm cô nhớ ra, chính là người phụ nữ trong điện thoại hôm qua. Híp mắt lại, nhìn vẻ đắc ý trong mắt đối phương, bộ dạng kiêu ngạo lại tự mãn kia, cực kỳ giống một con công xòe đuôi. Nhếch môi, trên mặt Diêu Hữu Thiên có chút ý cười nhẹ, nhẹ nhàng lắc đầu, ất nhiên là không ngại, tôi còn phải cảm ơn cô. Cô có biết, tôi thật sự rất ghét phải dùng chung đồ đạc với người khác, nhất là đàn ông, tôi ngại bẩn. Sự chán ghét trong mắt cô, rõ ràng như thế, giống như cô thật sự rất ghét Cố Thừa Diệu, 3 chữ phía sau càng giống như bật ra từ kẻ răng vậy. Chiến Ly hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng lại mừng rỡ nhiều hơn. Chỉ cần cô không yêu Cố Thừa Diệu, chỉ cần Cố Thừa Diệu làm nhiều chuyện có lỗi với Diêu Hữu Thiên hơn một chút, vậy anh sẽ có cơ hội rồi. Sắc mặt Luna khẽ biến, đứng bật dậy, giọng nói cao hơn một bậc, mang theo vài phần bất mãn. Tôi nói này, cô có thể không biết xấu hổ hơn một chút không? Bên này là một góc khuất, trong phòng tiệc vốn dĩ có tiết âm nhạc phiêu du nhẹ nhẹ, cho dù giọng nói của cô ta lớn hơn một chút, cũng sẽ không bị người khác nghe thấy. Cô ả vươn tay, chỉ vào Diêu Hữu Thiên. Cô một mặt dây dưa không rõ với người đàn ông khác, một mặt cô lại không chịu trả buông tay cho chồng cô tự do. Cô có biết cô như vậy rất ích kỷ, rất vô sĩ hay không? Lúc này sắc mặt Diêu Hữu Thiên đã thay đổi hoàn toàn. Cô cũng đứng lên, vẻ mặt cực lạnh. Cô gái này, xin chú ý lời nói của cô là gì của tôi? Cô có tư cách gì để chỉ trích tôi? Tôi thích ở bên cạnh ai, không liên quan gì đến cô. Nếu như cô còn nói năng vô lễ, cẩn thận tôi gọi bảo vệ ném cô ra ngoài. Ném tôi ra ngoài, là bởi vì cô chột dạ sao? Luna không sợ chút nào. Trên mặt chỉ có tự đắc, sợ người khác biết chuyện xấu cô làm, cho nên mới muốn hủy diệt chứng cớ. Vào lúc này Chiến Ly đứng lên, nói xong chưa? Nói xong rồi thì cút cho tôi, nơi này không hoan nghênh người như cô. Anh che chở trước mặt Diêu Hữu Thiên, một tay nắm tay cô, mặt đầy dáng vẻ bảo vệ. Luna nhếch khóe môi, vẻ mặt giễu cợt, thật đúng là một đôi gian phu dâm phụ, cậu ba thật đúng là mắt bị mù, cưới một người như cô. Câu nói kế tiếp còn chưa ra khỏi miệng, Diêu Hữu Thiên đã bưng đồ uống ban đầu đặt trên bàn trà lên, hất thẳng lên người đối phương. Trên mặt Luna đều là đồ uống, trang điểm cũng lem, biến cố như vậy khiến cô ta hét lên, cô người phụ nữ điên này.
Diêu Hữu Thiên tao nhã phủi tay, sắc mặt thản nhiên, nếu như cô còn tiếp tục mở miệng phỉ báng, tôi không ngại điên hơn một chút cho cô xem. Luna tức giận tột cùng muốn ra tay, lại bị Chiến Ly đưa tay ngăn lại, dùng sức đẩy, người Luna bị đẩy ra ngoài, mắt thấy đã sắp ngã xuống, một đôi tay đã kịp thời đỡ lấy cô ta, giúp cô ta tránh khỏi số phận té ngã. Diêu Hữu Thiên và Chiến Ly đồng thời ngước mắt nhìn về phía người tới, Cố Thừa Diệu mặc một bộ tây đồ tây màu đen, không biết đã tới bao lâu, nghe được bao nhiêu, ánh mắt rơi lên đôi tay đỡ Luna của Cố Thừa Diệu, phía trên còn dính một vài vết đồ uống trên người Luna. Diêu Hữu Thiên nheo mắt lại, mắt hạnh lóe lên vẻ u ám, mà cũng u ám như vậy, còn có vẻ mặt Cố Thừa Diệu. Vào lúc này Cố Thừa Diệu buông tay ra, Luna ổn định cơ thể của mình, lúc nhìn thấy anh đôi mắt sáng lên, giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, cậu ba, anh đến thì tốt rồi, người phụ nữ này, lạnh lùng liếc cô một cái, vẻ lạnh lẽo trong mắt Cố Thừa Diệu khiến Luna rụt cổ lại, lại không nói ra nổi câu nào. Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Anh quay mặt sang, ánh mắt rơi lên người Diêu Hữu Thiên và Chiến Ly, vừa rồi Chiến Ly che chở cho Diêu Hữu Thiên, cho nên một tay còn nắm tay cô, hai tay nắm lấy nhau kia khiến ánh mắt Cố Thừa Diệu tối lại. Vào lúc ánh mắt của Cố Thừa Diệu quét tới, Diêu Hữu Thiên mới phát hiện ra một tay của mình lại vẫn để Chiến Ly nắm, cô muốn rút tay mình về, động tác của Cố Thừa Diệu đã nhanh hơn cô một bước. Thừa Diệu, dùng sức kéo người cô vào trong lòng mình, bàn tay nắm tay cô dùng hết sức, Diêu Hữu Thiên bị đau, cổ tay giãy giụa, nhưng làm thế nào cũng không vùng ra được, ngước mắt, chỉ thấy ánh mắt anh lạnh như băng đảo qua người Chiến Ly, không nói một lời đã kéo cô đi về phía cửa. Cố Thừa Diệu, Chiến Ly thấy Diêu Hữu Thiên rời khỏi bên cạnh mình, trái tim tắc nghẹn, anh buông Thiên Thiên ra, Thiên Thiên, gọi thật là thân thiết mà, mắt Cố Thừa Diệu đều đỏ lên, nheo mắt lại liếc Chiến Ly một cái, hai gần như sắp toát ra lửa, hôm nay anh Chiến chính là nhân vật chính của bữa tiệc, không đi làm hết trách nhiệm của mình, thậm chí có thời gian để ý tới chuyện riêng của vợ chồng chúng tôi, thật đúng là nhàn hạ thoải mái. Tốc độ nói của anh rất chậm, mỗi một chữ gần như đều là bật ra từ kẽ răng. Cố Thừa Diệu, là một người đàn ông thì buông Thiên Thiên ra, tên đàn ông bẩn thỉu, qua lại với người phụ nữ khác, nhưng vẫn không buông tha cho Diêu Hữu Thiên. Chiến Ly chỉ cảm thấy Cố Thừa Diệu là loại cặn bã, không muốn nói thêm với anh một câu nào. Cố Thừa Diệu cười lạnh, tôi có phải là đàn ông hay không, không cần chứng minh với anh. Bàn tay ôm lấy eo Diêu Hữu Thiên, sức lực đó lớn đến mức khiến cho cô cảm thấy trên eo hơi đau, cô ấy biết, là đủ rồi. Mặt Diêu Hữu Thiên hồng lên, hơi xấu hổ, Cố Thừa Diệu này, nói chuyện có thể kiên dè một chút không, nơi này còn có những người khác. Cố Thừa Diệu, anh nói linh tinh gì vậy, nói linh tinh sao? Cố Thừa Diệu ôm eo cô, khuôn mặt xấu xa nhìn vẻ ngại ngùng trên mặt cô, giọng nói đùa giỡn mang theo chút trêu đùa, anh có phải là đàn ông hay không, không phải em biết rõ nhất sao? Anh, Chiến Ly bước lên trước một bước, muốn kéo Diêu Hữu Thiên về, cô gái anh yêu, không thể để mặc người khác làm nhục như vậy được, người Cố Thừa Diệu lại lùi về sau một bước, tránh khỏi tay anh, vẻ mặt lúc này càng thêm lạnh lẽo, anh Chiến, tôi khuyên anh nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu không tôi không biết tôi sẽ làm ra hành động gì không thỏa đáng trên bữa tiệc tổ chức cho anh đâu, tên khốn kiếp này, giọng nói đè thấp của Chiến Ly, có sự tức giận không thể nhận lầm. Anh không yêu cô ấy, tại sao không để cô ấy đi, ghê tởm hơn là không chung thủy với Diêu Hữu Thiên, quả thật là vô cùng ghê tởm. Cố Thừa Diệu nhìn vẻ tức giận trên mặt anh, dáng vẻ nóng lòng ra mặt cho Diêu Hữu Thiên đó khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu, đương nhiên lời ra khỏi miệng sẽ không dễ chịu gì. Tôi có yêu cô ấy hay không, cô ấy vẫn là vợ của tôi, có liên quan gì đến anh? Chiến Ly tức đến nỗi muốn nổi điên, giơ tay lên muốn giáng xuống mặt Cố Thừa Diệu. Chương 264, người đàn ông này điên rồi, nhìn thấy nắm đấm kia đã sắp vùng tới, Diêu Hữu Thiên hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là muốn kéo Cố Thừa Diệu ra, phản ứng thứ hai mới là muốn cản tay Chiến Ly lại, có điều một bóng người khác đã ngăn Chiến Ly lại nhanh hơn cơ, Diêu Hữu Quốc không biết đã tới từ lúc nào, nắm cổ tay Chiến Ly, vẻ mặt thản nhiên, cậu Chiến, vừa nãy tôi nhìn thấy, hình như bác Chiến đang tìm cậu, tay anh không hề dùng sức. Chiến Ly lại cảm nhận được sự thù địch trong mắt Diêu Hữu Quốc lúc này, người đến là anh cả của Diêu Hữu Thiên, Chiến Ly không thể ra tay với anh, ánh mắt quét qua hai người Cố Thừa Diệu đang đứng, ánh mắt phức tạp, sự nhẫn nhịn, nhượng bộ, và cả không cam lòng trong mắt anh, cuối cùng đã lọt vào mắt Diêu Hữu Thiên,
anh không hề làm sai chuyện gì, dáng vẻ này, khiến cô có chút không đành, đôi mắt giống như muốn nói lại không dám kia, lại khiến sắc mặt Cố Thừa Diệu hoàn toàn tối đi, lạnh mặt, trực tiếp ôm lấy eo cô, dẫn cô rời đi, cả đường Diêu Hữu Thiên không nói một lời, bị động rời đi theo Cố Thừa Diệu, ra khỏi phòng tiệc, mất đi áo khoác ấm áp, cô cảm thấy hơi lạnh, hai tay bất giác ôm vào nhau, đầu óc cũng theo đó mà tỉnh táo lên. Cố Thừa Diệu, anh buông em ra trước đã, chúng ta nói chuyện một chút, đáp lại cô là khuôn mặt lạnh lùng, và bước chân kéo cô càng lúc càng nhanh của Cố Thừa Diệu, gió lùa ra từ tận sâu trong hành lang khiến tay cổ nổi da gà, cô càng lạnh hơn, nhưng bướng bỉnh không gọi anh lấy áo khoác giúp mình, mà mặc cho Cố Thừa Diệu dẫn mình đến thẳng phòng tổng thống của khu nghỉ dưỡng Vân Khởi. Trong khoảnh khắc người vừa vào cửa, Cố Thừa Diệu đã dùng chân đá cửa một cái, ầm một tiếng đóng lại, cô chưa kịp phản ứng, lưng đã va mạnh lên cánh cửa lạnh lẽo, khiến cho bả vai cô bị lạnh, trong nháy mắt cô gần như muốn rời đi, đi mở điều hòa, thế nhưng anh lại ấn vai cô không cho cô cử động, đôi mắt nhìn cô chằm chằm gần như sắp hiện ra tia máu. Diêu Hữu Thiên, em rất thích xem lời tôi nói thành gió bên tai đúng không? Hàm răng anh cắn đến mức sinh đau, tay ấn vai cô gần như sắp bóp vỡ vai cô. Hôm nay Diêu Hữu Thiên mặc lễ phục cất ngực, động tác của anh khiến cho diện tích lớn của lưng cô tiếp xúc với của, cảm giác lạnh lẽo vừa rồi vẫn chưa kéo tới lại càng lạnh hơn. Vào trời đông tháng chạp này, cơ thể vốn sợ lạnh của cô không nhịn được mà hơi run rẩy, cử động như vậy, trong mắt Cố Thừa Diệu, chính là biểu hiện của chột dạ. Tôi bảo em cách xa Chiến Ly một chút, em không nghe, tôi bảo em đừng gặp anh ta, em phớt lờ. Diêu Hữu Thiên, em thích chọc giận ranh giới cuối cùng của tôi, hay là em quá yêu tên Chiến Ly kia? Em không có, lạnh, thật sự rất lạnh, thời tiết phương Nam này, từ trước đến giờ lạnh đến mức khiến người ta chán ghét, mà cô vốn dĩ không thích mùa đông, nhìn khuôn mặt ngập tràn giận dữ của Cố Thừa Diệu, thở thật dài, Cố Thừa Diệu, em mặc kệ vừa nãy anh nghe thấy gì, nhìn thấy gì, em đều chỉ có thể nói, em không làm chuyện gì có lỗi với anh, bình tĩnh nhìn anh, cho dù bả vai đau đớn, cũng không có một chút dấu hiệu biến sắc nào, em không có. Em không có thì hai người trốn trong cái góc đó làm gì, nhưng Cố Thừa Diệu đã nghe rất rõ ràng, anh ta đối với em, thật đúng là tình thâm ý trọng mà. Diêu Hữu Thiên bị đau, trong đôi mắt xinh đẹp có chút mệt mỏi, cho dù em nói thế nào, anh cũng sẽ không tin em, không phải sao, tin em, tin thế nào. Trán Cố Thừa Diệu tì vào trán cô, đôi mắt ửng đỏ, mang theo ý giận ngút trời, ngược lại bây giờ em có thể trả lời câu hỏi vừa rồi một lần, ở trong lòng em. Vị trí của anh nặng hơn, hay là vị trí của Chiến Ly nặng hơn? Cố Thừa Diệu, anh có thể nói lý một chút hay không? Diêu Hữu Thiên cảm thấy mệt mỏi, em là vợ của anh, tại sao anh không chịu tin em? Tôi không nói lý, tôi không tin em, vậy em nói cho tôi biết, hôm nay Chiến Ly nói với em những gì? Các người đã làm gì? Hay là trước khi tôi đến, hai người đã có những trò mờ ám gì đó? Lúc anh nói, sức trên tay cũng càng mạnh hơn. Diện tích lưng cô ma sát với cánh cửa càng lớn, xương bả vai bị đè càng đau hơn, quan trọng hơn là, cánh cửa thủy tinh công nghiệp khiến cô cảm thấy lạnh đến thấu xương. Diêu Hữu Thiên bị đau, trong mắt hiện lên vẻ kháng cực rõ ràng, Cố Thừa Diệu, anh cần gì phải nói người khác, chẳng phải bản thân anh cũng như vậy sao? Đôi mắt Cố Thừa Diệu đỏ hồng, cổ tay dùng sức, cũng như vậy cái gì? Vừa rồi lúc anh đỡ Luna, tay áo bị đồ uống của Diêu Hữu Thiên thấm ướt. Cho dù là hiện tại, Diêu Hữu Thiên cũng vẫn có thể nhìn thấy vết bẩn ở cổ tay áo anh, mắt hạnh lạnh lùng, cô quay mặt đi, tránh ra, đừng lấy bàn tay anh từng đụng vào người phụ nữ khác để đụng vào em, cô biết anh không có, cô biết anh sẽ không phản bội hôn nhân, người phụ nữ tên Luna kia, vừa nhìn đã biết không tốt đẹp gì, lời ra khỏi miệng, nhất định không thể tin, nhưng Cố Thừa Diệu thì sao, tại sao vừa đến đã trách móc mình, đồng hồ của anh, tại sao lại nằm trong tay người phụ nữ kia, mùi nước hoa khi anh về hôm qua, và cả cuộc điện thoại bị người phụ nữ khác nghe, sáng sớm hôm nay cô chưa kịp hỏi anh, không phải anh cũng nên cho cô một lời giải thích, anh chỉ nhìn thấy mình và Chiến Ly đứng cạnh nhau, đã nói bọn họ có quan hệ mờ ám, ít nhất cô không dùng ác ý như vậy để suy đoán tâm tư của anh đâu. Cố Thừa Diệu bị câu này của cô khơi dậy phẫn nộ cực lớn, không cho tôi đụng vào em, để ai đụng, Chiến Ly sao? Cố Thừa Diệu, tên điên này, bọn họ đang hoàn toàn không nói cùng một chuyện, cô nỗ lực tin tưởng anh, chẳng phải anh cũng nên tin tưởng mình một lần,
tên điền. Cố Thừa Diệu cười lạnh, đột nhiên dùng sức nhấc người Diêu Hữu Thiên lên, có lẽ tôi nên cho em biết, thế nào là tên điên thật sự. Người Diêu Hữu Thiên mất thăng bằng, chưa kịp phản ứng, đã bị anh một tay ném lên vai, cô gần như là bị anh vác vào căn phòng bên trong, sau đó người bị ném mạnh lên giường, đệm giường mềm mại không hề tạo thành tổn thương gì cho Diêu Hữu Thiên, cơ thể cô nảy hai cái trên giường, mắt hơi choáng váng, muốn ngồi dậy, người lại bị Cố Thừa Diệu phủ lên. Trên người cô còn mặc lễ phục mỏng manh, bị tay anh xé ra, đã rách thành hai mảnh, lộ ra khuôn ngực đẩy đà dán miếng dán ngực, mặc loại lễ phục này, đương nhiên không thể mặc nội y bên trong, lại tiện cho Cố Thừa Diệu, bàn tay giơ lên, không chút khách khí kéo hai miếng dán ngực kia xuống, động tác thô lỗ khiến Diêu Hữu Thiên lại bị đau. Cố Thừa Diệu, tên điên này, anh buông em ra, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Cố Thừa Diệu liều mạng giữ chặt hai tay của cô, không cho cô cơ hội tránh thoát, nghiêng người, mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm vẻ kháng cự và bất mãn trên mặt cô, không phải em chê tôi bẩn sao, bây giờ để tôi xem, là ai bẩn, điên rồi, người đàn ông này điên thật rồi. Diêu Hữu Thiên một nửa tức giận, một nửa hoảng sợ, dãy dụa càng trở nên kịch liệt, nhưng sức lực của cô, đâu thể địch nổi Cố Thừa Diệu rõ ràng đã rơi vào điên cuồng, kéo cà vạt trên cổ xuống, không chút khách khí cột hay tay cô vào đầu giường. Anh ta đụng vào em thế nào? Bàn tay Cố Thừa Diệu dao động trên người cô, hai tay cô bị trói, hoàn toàn không thể phản kháng, có ý định giơ chân lên muốn đá anh hai phát, nhưng cũng để anh khống chế trước một bước, ngón tay dài véo mạnh nơi nổi lên nào đó, anh nhích tới gần mặt cô, giọng nói chút tà ác, nói đi, anh ta đụng vào em thế nào? Ở đây, hay là ở đây? Mỗi lần anh nói một chỗ, sẽ nhẹ nhàng véo ở đó một cái, là thế này. Hay là như thế này, sức lực đó, cũng không tính là lớn, hơi đau nhói nhưng lại khiến cô không cách nào xem nhẹ cảm giác xấu hổ này. Cố Thừa Diệu, anh buông em ra, anh ta đụng vào chỗ nào của em rồi? Cô không nói, Cố Thừa Diệu bèn tự mình ra tay, kỹ thuật của anh ta lợi hại hơn tôi, khiến em lên cao trào rồi, ngoài một lần để tôi bắt được kia, các người đã vụng trộm làm mấy lần. Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Đôi mắt Cố Thừa Diệu, hoàn toàn không thấy được ai khác, người anh có thể nhìn thấy, chính là người phụ nữ trước mặt, anh điên cuồng vì cô, trở nên kịch liệt lại cực đoan vì cô, gần như không còn là chính mình, anh chưa bao giờ có cảm giác như thế, vừa nghĩ đến người trong lòng của người phụ nữ anh yêu đến phát cuồng không phải là mình, mà là một người đàn ông khác, anh đã có kích động muốn hủy diệt tất cả. Cố Thừa Diệu, em không có, em không có, tên điên này, anh buông em ra. Hết chỗ này đến chỗ khác trên người lưu lại dấu vết anh cho, đây hoàn toàn không phải là yêu, chỉ là đụng chạm vì mục đích trừng phạt, đều khiến cô cảm thấy sỉ nhục. Không, vậy tôi phải kiểm tra một lần. Cố Thừa Diệu nhếch khóe môi, giọng nói hoàn toàn lạnh lẽo, không mang theo chút tình cảm nào, mà sự kiểm tra tiếp đó của anh, lại làm cho Diêu Hữu Thiên xấu hổ đến mức muốn cứ như vậy mà chết đi, hoặc là tìm một cái lỗ để chui vào. Cố Thừa Diệu, anh dừng tay. Dừng lại, sau khi bọn họ đi vào, anh không mở điều hòa, cô rất lạnh, cơ thể đều đang run rẩy, cô bị lạnh, nhưng anh thì không, trong lòng anh đều là tức giận điên cuồng, những lửa giận đó khiến anh chỉ cảm thấy người nóng như lửa, cơ hồ sắp thiêu cháy, anh xem cái lạnh của cô thành chột dạ, xem thành sự chán ghét đối với đụng chạm của anh, cô ghét mình như vậy, sau đó thì sao, cô muốn được ai đụng vào? Chiến Ly, nghĩ đến cái tên này, cũng khiến anh có kích động muốn giết người, động tác trên tay, cũng càng trở nên không khách khí, mượn danh nghĩa kiểm tra, vuốt ve khắp da thịt cô từ đầu tới chân. Cố Thừa Diệu, anh đủ rồi đấy, anh buông em ra, anh chịu được, Diêu Hữu Thiên lại không chịu được, cô vốn sợ lạnh, càng không nói đến lúc này nhiệt độ trong phòng hoàn toàn không chênh lệch với bên ngoài bao nhiêu, em rất lạnh, trước tiên anh dừng lại có được hay không, giọng nói của cô trong sự khẩn cầu lộ ra trách móc. Chẳng những muốn anh buông mình ra, còn muốn rời khỏi tình thế khó chịu này. Chương 265, chúng ta ly hôn đi. Diêu Hữu Thiên chẳng những muốn anh buông mình ra, còn muốn rời khỏi tình thế khó chịu này. Lạnh, Cố Thừa Diệu chống một tay, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, kéo cơ thể đã lột không còn một vật của cô vào trong lòng mình. Nếu như em lạnh, vậy tôi sẽ khiến cho em nóng lên. Nhấc eo, cô bị cậu em của anh dùng sức xuyên qua. Cô kêu lên, ngoài lạnh ra. Chỉ có thể cảm nhận được sức nóng của anh, và cả từng động tác, từng cái vuốt ve của anh, cơ thể của cô,
từ lâu đã để anh khai phá cực kỳ rõ ràng, anh biết đâu là nơi mẫn cảm của cô, nơi nào có thể khiến cô sung sướng, sự kiểm tra dưới danh nghĩa trừng phạt này, đã sớm để cô chuẩn bị xong, cô hoàn toàn chạy không thoát, cô cho rằng đây chỉ là trừng phạt, nhưng không phải, bởi vì anh không hề dùng bạo lực, nếu những thủ đoạn này, có thể gọi là dùng bạo lực, anh chỉ dùng kỹ xảo của anh, ưu thế về mặt thể lực bẩm sinh, cộng thêm sở trường đặc biệt của đàn ông, không ngừng, hết lần này đến lần khác chiếm hữu tất cả của cô, thậm chí anh không vội tiến công, mà chậm lại, khiến cho lạnh lẽo của cơ thể cô, hòa quyện với sức nóng anh cho, hai tay cô bị trói, không trói quá chặt, anh lo cho cô, cũng không định thật sự tổn thương cô, nhưng cô cũng không tránh ra được, Diêu Hữu Thiên im lặng, hoàn toàn không biết nên nói gì, cảm giác cho dù lúc này nói gì cũng rất mệt mỏi, bọn họ đã đi đến bước ngày hôm nay như thế nào, cô không biết, cũng không rõ, khuôn mặt anh Tuấn, phóng đại trước mặt cô, cánh môi bị anh hơi dùng sức cắn một cái, cô chăm chú nhìn khuôn mặt anh, lúc này ánh mặt trời trên mặt anh đã sớm biến mất không thấy nữa, chỉ có sự tà ác, và tàn nhẫn, tôi thế này, em có sướng không, một cú thúc sâu, cô hoàn toàn nói không ra lời, nhưng Cố Thừa Diệu sẽ không dừng tay như vậy, anh ta có từng đụng vào em như vậy không, hay là thế này, không phải em chê tôi bẩn sao, bây giờ thì sao, vẻ mặt mê say đó của em, là vì ai, rút ra, lại thêm một cú, nói thử xem, rốt cuộc là ai bẩn, anh không tài nào giải thích được tâm trạng của mình, cô vừa liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác, vừa chê anh bẩn, anh tự nhận sạch sẽ hơn cô nhiều, từ lúc kết hôn với cô đến giờ, cơ thể của anh chưa từng đụng vào người phụ nữ nào khác, từ khi yêu cô đến giờ, trong lòng anh chưa từng nghĩ đến người phụ nữ nào khác, nhưng cô thì sao, cô đối xử lại với mình thế nào, hết lần này đến lần khác, Triệu Bách Xuyên, Chiến Ly, ông bướm bên cạnh hình như vĩnh viễn không biến mất một ngày nào, cho dù là bây giờ, anh muốn trừng phạt cô, nhưng cũng không muốn thật sự tổn thương cô, bởi vì không đành lòng, anh lại lùi thêm một bước trong cuộc hôn nhân này, một lần nữa mất đi ranh giới cuối cùng của mình, nhưng cô thì sao, lúc nào cô cũng tách khỏi anh, cho dù là trước kia, hay là hiện tại, sự thoải mái của cô khiến anh cảm thấy không tài nào chấp nhận, anh không thể chịu được mình đã toàn tâm toàn ý, mà cô lại chỉ xem anh là người qua đường, anh càng không chịu nổi, trong lòng cô còn có một người đàn ông khác, cơ thể liên tục va chạm, trái tim lại càng cách càng xa, bóng đêm càng đậm, Diêu Hữu Thiên gần như không ngừng chìm nổi trong sự quấn quýt vô hạn, mỗi lần cô cho rằng mình sẽ rơi xuống khỏi đám mây, anh lại đưa cô lên một ngọn núi cao khác, cô bồng bềnh trên không trung, hoàn toàn không có cách nào dừng lại, tất cả, đã sớm mất khống chế, bóng đêm càng sâu, kích tình càng nồng đậm, ý thức của Diêu Hữu Thiên phân tán trong một thời gian ngắn ngủi, không còn thuộc về cô, cơ thể bị ra vào không ngừng, anh mang đến cho cô khoái cảm giống như mưa rền gió dữ, nhưng gió bão có mãnh liệt hơn nữa, cũng có lúc dừng lại, khi bóng đêm tối dần, khi sóng dậy trên người mình rút đi, khi lý trí của cô áp đảo được cảm giác của cơ thể, ý thức của cô từ từ trở về, ánh mắt hơi mê man, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, trần phòng tổng thống là bầu trời màu xanh lam, ánh đèn u ám tỏa ra ánh sáng màu lam, thỉnh thoảng có vì sao lóe sáng, lúc trước nhìn thấy thiết kế này, vẫn luôn cảm thấy rất hoàn mỹ, nếu có người đến khu nghỉ dưỡng Vân Khởi, vào ở phòng tổng thống, ban ngày, thỏa thích vui đùa ở đây, ban đêm, đi ngủ dưới sự biến hóa của ánh sáng sao trời biển cả, lãng mạn mà lại đầy chất thơ, lúc này cô lại không có lòng dạ nào thưởng thức, tứ chi vô lực, cơ thể mỏi nhừ, những cảm giác này là anh mang đến cho cô, cà vạt trên tay đã sớm được anh cởi ra, cơ thể cô dường như đã trở thành không phải của cô, tiếng nước chảy truyền đến từ phòng tắm khiến đôi mắt cô từ từ có tiêu cự trở lại, cô nghe âm thanh đó, sau đó cảm thấy đối phương đã rời khỏi phòng tắm ra ngoài. Hơi nước bốc lên và hơi nóng sau khi tắm lững lờ trôi trong không khí làm cô quay mặt đi, không bất ngờ chút nào đã đối diện với đôi mắt Cố Thừa Diệu, cổ họng hơi chát, cô nuốt nước bọt, động tác đơn giản lại khiến cho cổ họng của cô khó chịu một hồi, hít sâu, đè nén cơn khó chịu xuống, giọng nói phát ra hơi khàn khàn, Cố Thừa Diệu, chúng ta ly hôn đi, Cố Thừa Diệu trên eo chỉ quấn khăn tắm, vừa mới đi ra từ phòng tắm, đôi mắt quét qua mặt Diêu Hữu Thiên như lưỡi dao. Em nói cái gì, Diêu Hữu Thiên nhắm hai mắt lại, cô rất mệt, cực kỳ mệt, cô biết, có lẽ Cố Thừa Diệu yêu cô cũng biết, cô yêu Cố Thừa Diệu, thế nhưng cuộc hôn nhân nghi ngờ lẫn nhau,
hoàn toàn có một chút tin tưởng nào này, cô đã không kiên trì tiếp được nữa. Hôn nhân của bọn họ, từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm, mà sai lầm lớn hơn của cô, chính là vào lúc Cố Thừa Diệu đề nghị ly hôn, vẫn ăn nói khép nép muốn cứu vãn. Cô đặt tôn nghiêm của mình xuống, giải thích hết lần này đến lần khác, cuối cùng chỉ có được sự nghi ngờ của anh, trái tim rất mệt, vô cùng mệt. Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Bây giờ cô đã không muốn tiếp tục nữa rồi, tôi nói, chúng ta ly hôn đi, giọng nói của Diêu Hữu Thiên, khô khốc, tôi mệt rồi, lời nói chưa dứt, cô nhắm hai mắt lại, cô thật sự cảm thấy mệt mỏi, có một số chuyện có thể kiên trì, có một chuyện lại không thể nào kiên trì, tình cảm của cô đối với Cố Thừa Diệu đi đến ngày hôm nay, đã không tiếp tục kiên trì được nữa rồi, bên cạnh có thứ gì đó lướt qua như một cơn gió, giây kế tiếp, hơi thở thanh mát sau khi tắm mà người đàn ông mang theo phả vào mặt, cằm bị anh nắm lấy, cô không thể không mở mắt, đối diện với đôi mắt Cố Thừa Diệu. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa sắc bén mang theo chút tức giận, khóe môi nhếch lên, anh để lộ nụ cười chế giễu, vội vã đến bên cạnh người tình của em cho rằng, tôi cho phép, tên điên nhạt nhẽo, ngay cả giải thích Diêu Hữu Thiên cũng lười, anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi muốn ly hôn, nằm mờ, hơi thở anh phun ra. Kéo theo giận dữ trong giọng nói của anh, không khách khí chút nào mà cắt đứt vọng tưởng của cô, Diêu Hữu Thiên, cả đời này, em chỉ có thể là cô Cố, muốn ly hôn, trừ phi tôi chết, Cố Thừa Diệu, cổ họng Diêu Hữu Thiên khô đến khó chịu, cô vốn sợ lạnh, dày vò hơn nửa đêm, cô có chút váng đầu, tại sao anh không chịu buông tha cho tôi, cũng buông tha cho chính anh, cố chấp lấy sự rối rắm như vậy, anh không cảm thấy vất vả sao, anh không mệt sao. Ánh mắt Cố Thừa Diệu càng lạnh hơn, nheo mắt lại nhìn chằm chằm vẻ mệt mỏi trên mặt Diêu Hữu Thiên, cô mệt mỏi với mối quan hệ này, trước đây lúc đòi sống đòi chết phải gả cho anh, sao không thấy cô nói mệt, trước đây lúc anh muốn ly hôn cô sống chết không chịu, sao không nói mệt, bây giờ có tình cũ rồi, bắt đầu nói mệt, là mệt mỏi, hay là muốn trở về bên cạnh tình cũ, nheo mắt lại, ánh mắt anh mang theo sự tàn nhẫn gần như muốn giết chết tất cả. Cả đời này, tôi cũng sẽ không buông tha cho em, Diêu Hữu Thiên, bỏ ý nghĩ đó đi, tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn với em, bỏ lại câu này, cũng không nhìn phản ứng của Diêu Hữu Thiên nữa, đi tới tủ treo quần áo trước lấy quần áo ra mặc vào, xoay người rời đi mà không quay đầu lại, để lại Diêu Hữu Thiên đối mặt với căn phòng hiu quạnh, trong lòng bất đắc dĩ một hồi, thở thật dài, giữa bọn họ, đến khi nào mới kết thúc. Nói cho cùng Cố Thừa Diệu cũng nghĩ cho Diêu Hữu Thiên, không làm quá, không muốn ở cùng một chỗ với Diêu Hữu Thiên nữa, sợ mình không khống chế được lại làm tổn thương cô, đi ra khỏi phòng, gió lạnh thổi, đã bình tĩnh hơn không ít, bên ngoài gió rất lớn, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh nhưng lại không cảm thấy lạnh chút nào, bữa tiệc đã kết thúc, khách khứa cũng top 5 top 3 đi về, tại đài phun nước ở vườn hoa của khu nghỉ dưỡng Vân Khởi, anh nhìn thấy Luna đang định rời đi. Ánh mắt lóe sáng, anh nhấc chân đi về phía cô ta, nhìn khuôn mặt đã trang điểm lại, đối phương khoác một chiếc áo khoác lông lớn, hình như còn sợ lạnh, hai tay kéo chặt áo khoác, lúc nhìn thấy Cố Thừa Diệu trước mặt, cô ả ngẩn ra, ngay sau đó có chút xấu hổ cười cười, truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn, cậu ba, Cố Thừa Diệu không nói hai lời vươn tay ra, ánh mắt lạnh băng mà không mang theo chút cảm xúc nào, lấy ra, cái gì? Cố Thừa Diệu không nói lời nào, chỉ vào cổ tay cô ta, Luna không cười nổi, có chút dè dặt nhìn Cố Thừa Diệu, hành động khiêu khích Diêu Hữu Thiên vừa nãy của mình, anh sẽ nghĩ thế nào, cậu ba, tôi, không phải tôi cố ý, tôi chỉ là, lấy ra, Cố Thừa Diệu không hề muốn nói nhảm với cô ta, Luna đành phải tháo đồng hồ trên tay xuống, đưa tới trước mặt Cố Thừa Diệu, cậu ba, tôi thật sự không phải cố ý đi kích động vợ anh. Chỉ là lúc ấy nhìn thấy, vợ anh đã tức giận rồi, tôi không có ý đồ gì với anh, tôi biết rõ anh là người trong lòng của Yên Nhiên, sao có thể cướp người với cô ấy được, ta cũng chỉ là, không cần giải thích nữa, Cố Thừa Diệu không muốn nghe những lời này, Luna có ý đồ với mình hay không, có ý định gì, anh biết rất rõ, cho dù cô có ý đồ với tôi, cũng vô ích, ý chí của anh rất kiên định, sao có thể bị loại người như Luna quyến rũ được. Vậy cậu ba, anh vừa rồi náo loạn một trận như vậy, thật ra không phải Luna không xấu hổ, cô ta đúng là có lòng muốn chọc giận Diêu Hữu Thiên, anh đang giận tôi sao y,
tôi thật sự không có ý khác, tôi chỉ muốn xả giận cho Yên Nhiên mà thôi, dù sao người phụ nữ đó đã đoạt lấy vị trí của Bạch Yên Nhiên, cũng chỉ là có gia thế tốt, lại có thể lấn áp người khác. Cô ta theo dõi Diêu Hữu Thiên không chỉ vì Bạch Yên Nhiên, cũng là vì chính mình, nếu như không có cô, nhất định Bạch Yên Nhiên vẫn ở bên Cố Thừa Diệu, ít nhiều gì mình cũng có thể vét được một chỗ tốt, đâu giống như bây giờ. Cố Thừa Diệu hoàn toàn không nghe thấy lời Luna, ánh mắt anh rơi vào hai bóng người đứng dưới hành lang, ở đầu bên kia vườn hoa, Chiến Ly và Diêu Đại Phát, tại sao bọn họ lại ở cùng nhau, đang nói chuyện gì? Chiến Ly, không phải là muốn đánh bài thân tình với Diêu Đại Phát, để ông đồng ý cho Diêu Hữu Thiên ở bên cạnh anh ta chứ? Cố Thừa Diệu nheo mắt lại, dù thế nào cũng không nghĩ ra động cơ của hai người, anh nhớ lời Diêu Hữu Thiên kể, khoảng thời gian cô và Chiến Ly từng có tình yêu ngây ngô trẻ tuổi ngu ngốc năm xưa, không cần nói, làm đến mức bỏ trốn, nhất định là ba mẹ không đồng ý, nếu như Chiến Ly là con riêng của nhà họ Chiến, vậy đã nói rõ thân phận địa vị lúc đó của anh đều khiến Diêu Đại Phát xem thường, bây giờ thì sao, Chiến Ly nhảy lên thành một trong số những người đảm đương trọng trách của nhà họ Chiến, tay nắm 30% cổ phần của Chiến Thị, Diêu Đại Phát hiện giờ có phải cũng sẽ cân nhắc một chút, nếu như người mà con gái yêu vẫn là Chiến Ly, người làm cha là ông, cũng sẽ tắt thành cho bọn họ, tại sao bọn họ không nghĩ một chút, mình và Diêu Hữu Thiên chính là vợ chồng, chỉ cần anh không muốn, ai cũng không thể khiến anh và Diêu Hữu Thiên ly hôn. Tầm mắt chuyển đi, anh nhìn thấy Diêu Đại Phát vỗ vỗ vai Chiến Ly, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, khoảng cách quá xa, không nghe được đối phương nói cái gì, thế nhưng thái độ của ông, Cố Thừa Diệu sẽ không nhìn nhầm, nghĩ đến hiểu lầm trước đó của Diêu Đại Phát đối với mình. Ánh mắt Cố Thừa Diệu lại tối đi một lần nữa, cậu ba Luna cẩn thận nhìn sắc mặt Cố Thừa Diệu, anh, lúc này Cố Thừa Diệu mới phản ứng lại, Luna vẫn còn ở đây, ánh mắt quét qua khuôn mặt diễm lệ, và cả vẻ tham lam tận sâu trong mắt cô ta, anh đột nhiên mỉm cười, lần trước cô nói, cô muốn nhận vai trong một bộ phim mới, à, vâng, Luna có chút kinh ngạc, không biết Cố Thừa Diệu có ý gì, nhìn thấy người đàn ông bên kia không? Cố Thừa Diệu chỉ về phía Chiến Ly, cô đi đến gần anh ta, tốt nhất là có thể chụp được một vài tấm hình hai người ở cạnh nhau. Sau khi chuyện thành công, cho dù cô muốn đóng vai chính trong bộ phim nào, tôi cũng có thể giúp cô. Luna ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía anh chỉ, ở đó có hai người đàn ông đang đứng, một lớn tuổi, một trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia, không phải là người vừa nãy bảo vệ Diêu Hữu Thiên sao, cậu ba độ khó này, cũng quá lớn rồi. Cô có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì, trong mắt Cố Thừa Diệu, lóe lên ánh sáng khát máu, anh không tin, có bằng chứng Chiến Ly và người phụ nữ khác ở bên cạnh nhau, Diêu Hữu Thiên vẫn sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh ta.